Trời ơi trời, gì mà ăn hoài vậy, bàn nào cũng ăn, ăn trước trời vậy trời. Ai mượn đánh vỡ làm chi? Chơi đánh vỡ gì chơi, ông chơi không biết nhường vậy. Ê ê ê, con kia, vô, đứng lại. Thầy. Đứng. Cái gì đó mà trời ơi, mới cái trưa trật rồi ăn mặc lè lẹt đi đâu vậy con? Con đi chơi. Trời ơi, sao mày đi chơi hoài vậy? Chồng thì đi làm cực khổ không biết lo phụ, tối ngày đánh quần đánh áo đi chơi hoài. Ủa thì con còn trẻ, còn khỏe, còn đẹp thì con mới đi chơi chứ. Chứ không lẽ giống như hai chú giờ nè, hết trẻ, hết khỏe, hết đẹp rồi, ở nhà phụ bán quán cho vợ là đúng rồi. Ủa mà sao chú chưa có vợ? Chú đi lấy vợ đi chứ, chú tối ngày chú cứ qua đây chơi hoài à, sao có vợ được. Trời ơi, ta đang tìm người toàn diện hơn mày nha. Cảm ơn chú đã khen con. Chửi đó chứ ta khen cái gì. Chú khen mà. Trời ơi, ta nói vậy mà nó tưởng ta khen toàn diện. Có nghĩa là sáng diện, trưa diện, tối diện. Khuya đang ngủ bả ngồi dậy bả diện. Mày diện toàn diện, hiểu không? Mà con à, chồng con nó cũng còn trẻ như con mà, thấy không? À. Nó đi làm từ sáng tới tối mịt nó mới về tới nhà, muốn chết thằng nhỏ luôn. Còn bây ấy, thì không có, ở không từ sáng tới chiều, không làm chuyện gì cho nó, kêu phụ quán cà phê chú cũng không chịu. Mà chú thấy như vậy thì sao mày không xin việc làm nào, mày làm cho nó có việc làm thu nhập đi con. Đúng con rồi mà. Trời ơi, người ta phải có việc làm chứ. Con có xin chứ bộ, nhưng mà con không có... ai nhận hết rồi sao có chỗ mà con này. Gửi vô cái công ty nào mà chức vụ gì bao nhiêu lương người ta mới không nhận bay. Đúng rồi đó. Ai dám nhận. Thấy chưa? Dây điện quá mày bay quá mà ai dám nhận mày. Thôi ơi, bây giờ tao biết chân thành với mày nha. Mày làm ơn mày đi khám não đi. Mày có đầu nhưng mà không có cái não. Thấy không? Người ta nói đầu to bóng như cái nho đâu con à. Làm ơn làm phước đi, kiếm cái việc gì làm cho nó phù hợp với mình. Đúng rồi. Mày phụ chồng ha. Sau này mày có con nữa, chứ mày để cái kiểu này riết gia đình mày nó tan nát. Không dám đâu, tại vì con muốn phụ ảnh con mới đi chơi đó chứ. Người ta nói là đi một ngày đàn học một sàng khôn. Vậy hả? Con phải đi ra ngoài con mới khôn. Chứ sao? Ở nhà như chú riết đâu có khôn đâu. Trời ơi, mày khôn gì, chỗ nào nói khôn vậy. Ủa, vậy giờ chú hai chú biết chơi bowling là gì không? Không. Không. À, biết nhảy hip hop không? Không. Biết đua xe không? Không. Đó thấy không? Hai chú dốt đi một. Trời. Ý là hai chú không có biết gì hết không? Trong khi con đi ra ngoài con biết mấy cái đó. Thôi tới giờ con đi rồi, con phải đi học khôn đây. Trời ơi. Hôm nay con học môn mới nè. Môn gì? Thục bi da lỗ. Trời đất ơi, con gái con đứa đi chơi thục bi da lỗ. Anh làm xong tỉnh bơ vậy ông Kiệt hả? Tôi nói anh nghe nha, anh phải tìm cách anh chặn đứng cái hành động của cái con nhỏ này lại ha. Chứ nó mà nó đi chơi như vậy hoài, một ngày nào đó nó sanh hư, nó sanh tật nha. Rồi thằng chồng nó đó bắt đầu nổi điên lên, ghen tuông ha. Rồi hai vợ chồng nó xảy ra mâu thuẫn, lúc đó thằng chồng nó sẽ giết nó, án mạng xảy ra trong căn nhà của anh ha. Rồi là coi như là trong nhà này có người chết. Người chết là coi như không khách nào dám vô đây uống cà phê. Là anh tàn mạc, gia đình anh sẽ lụng bại. Vợ chồng anh sẽ đi lết no bò mũng. Xin em. Vậy? Gì mà nói lung tung, nói gì mà ghê gớm. Giờ làm sao tụi nó bị mất tiêu hết trơn rồi. Đó, bởi vậy anh phải chặn đứng lại. Kêu ai chú? Ê, nghe nè. Đi làm mới về con, sao làm sớm vậy? Đang sửa điện đi, xong nó cấp điện không có sửa nữa. Con đi giờ luôn. Chứ làm giờ sớm con xem vợ con có trốn con đi chơi không? Ê, nó nghe nè, lại đây chứ. Nó nghe nè, một lát chú bận, mày coi cái quán cà phê của chú ha. Ông mệt quá em, ngày nào cũng bắt coi giùm, coi tới chừng nào. Tới tối. Tối là không được đâu, làm cái ngày cũng mệt quá. Giờ lên con coi, lên với vợ con nữa. Mày nó nghe nè, là đây. Nó lên với vợ nó, nên lên đi. Lỡ đây. Án mạng xảy ra. Cái gì mà án mạng chú? Anh sẽ tàn mạng. Hai cái con quỷ kia nãy nó đánh lộn mày được. Vợ chồng anh sẽ lết mò bò bò. Ông im lặng. Nè, cho mày. Đâu coi, 1, 2, 3, 500 ngàn cầm. Đây, anh, cầm. Anh, làm gì? Anh. Làm gì vậy? Hôm anh dẫn nó đi ra ngoài đầu đường cái chỗ quán mấy con mẹ mập á nhậu coi như là xả càng luôn. Sao mày đi nhậu? Đi nhậu xong rồi mình nhậu cho đã thì bữa nay ông hào phóng quá bà. Hai chú cháu mình nhậu cho xỉn. Xỉn xong ngủ ngoài quán đó luôn. Về tốn tiền gì vậy? Không có chuyện gì hết. Hôm nay nè có nguyên một cái đoàn khách nước ngoài mà ông Hai Teo ông dẫn qua đây nè. Có mấy thằng Tây nó sợp quá, nó thấy chú pha cà phê ngon quá nó sợp, nó bo cho chú 500 ngàn. Đúng rồi.
rồi. Chú nghĩ là mày phục vụ chú bao lâu nay đó, chú không có gửi tiền bo cho mày nên chú tặng mày 500 thôi, đơn giản. Thảo đi, con không tin hai chú đâu, con không có tin gì hết. Nhất là chú Hai Teo nè, nhìn mặt gian lắm. Chú đang giấu con chuyện gì đúng không? Chú nói đi, giấu con chuyện gì? Gian cái đầu mày á, mày nghĩ sao mà nói tao gian? Tao nói cho mày biết nha, tao với ông Kiệt đây á là đang muốn giúp mày, muốn cứu gia đình mày đó, chứ không thôi là tan nát hết luôn ở đó mà gian với ông gian. Bây giờ tao nói cho mày nghe nè, con vợ mày á, nó đi chơi nữa rồi. Đó, mày phải biết dạy vợ mày đi, vợ mày đi chơi hoài, sáng không đi, chiều không đi, tối không đi. Phải biết dạy vợ. Con? Tại sao hai chú giấu con? Không phải giấu. Tao nói đó, không phải giấu mà là tại vì thấy vợ mày vậy á, nóng ruột. Nó không phải con bình tĩnh lại đi. Nó nói là nó đi kiếm việc làm phụ giúp con. Nó đi. Mày, hey, nó đi với thằng Đeo. Không, nó đi với thằng Đeo. Không, khoan, tao nói nghe, đưa này đi, giữ lại để nó giận quá nó xé. Nó giận quá nó xé. Mày đừng có, mày buông ra. Buông ra. Thấy chưa? Giấu tiền lại. Mày cái hả? Mày đau hả con? Mày đứng đi. Nói cho nó nghe. Con đau trong lòng quá mấy chú. Bây giờ mấy chú nấu đi, con vợ con nên đi chơi với thằng Mèo. Thằng Mèo, con Mèo. Đừng đập con tao. Con xử hết. Mày đừng đập tao nha. Mày đừng đập. Bây giờ á, anh Hai Teo nói cho nó cái hậu quả khi mà nó xử người ta đi. Hả? Mày muốn giết vợ mày hả? Hay là mày muốn giết cái người tình của vợ mày? Giết người tình với ngu gì giết vợ con? À, giết người tình phải không? Ừ. Con nè, giết đi con. Con cứ tàn sát nó đi con. Tại vì sao? Tại vì nó dám dụ dỗ vợ mình. Đúng rồi. Là con trai hay là con gái. Dù là con trai gái. Ừ. Con giết xong một cái là con được vô tù luôn rồi. Đúng. Cái tới nhà cái người ta kêu con ra tòa, cái người ta xử con. Xử tử. Xử thân. Ừ. Lúc đó là con tàn đời. Hoặc là cho bây giờ cho con xử là nhẹ thôi. Người ta chung không thân. Chết. Con mười mấy năm thôi. Chung thân cái đi. Mày già. Ừ. Già. Cái mày về đây. Ừ. Cái vợ mày có chồng khác. À. Đó. Cái mày bơ vơ. Bơ vơ. Đó lúc đó mày làm lại từ đầu. Đấy. Coi đứa nào khổ. Đấy. Giết người đi, coi đứa nào khổ đi. Đấy. Đó. Vợ con có nhà không chú? Nó đi chơi rồi. Con biết ngay mẹ. Đúng rồi. Mấy lần con đi lem là có đầu lén lúc đi chơi với trai. Con ở đây con rình nè. Con bắt đầu quẻ tên là con xử nó tại chỗ luôn. Thôi nè, cho mày đi nước cho mày uống đi. Mệt quá đi, uống xong đi vô phòng ngủ đi, rồi chuyện gì từ từ tính. Lúc nào cũng vậy á. Bực bội à. Vậy. Vợ chồng với nhau á mà lén lúc đi với người này người kia, không có coi mặt chồng nó ra cái gì kẻ. Chú thấy đúng không? Không. Sao không khâu nữa, chú đừng có bao che cho nó. Tao bao che gì con vợ mày hả? Tao ông nội đó, sao tao bao che nó? Trời đất ơi, nó có chân có cẳng thì nó tự đi chứ sao giờ. Thì nó ở trong nhà tao thì nó muốn đi đâu nó đi. Nhưng mà mày yên tâm đi, chú đã nhờ cái cô Hường đi theo dõi nó rồi. Sớm muộn gì cũng hả bắt tại trận mang về kết quả cho mày nghe. Đây. Đó. Đã truy lùng ra được tội đó. Phạm. Ngồi xuống đây. Thấy chưa? Trời đất ơi, đây. Từ từ. Trân trọng báo tin cho anh. Mày ngồi xuống đây, mày ngồi xuống đây. Hải, tôi nói cho Hải biết. Thấy chưa? Hải biết cái con người này không? Con người này ghê gớm vô cùng luôn. Nghe, tôi bắt gặp tại chỗ luôn. Tôi không ngờ một con người nhỏ nhắn như vậy mà làm ra những cái chuyện kinh thiên động địa. Trời không dung đất không tha. Trời ơi, như vậy nè mà đi gặp hết người đàn ông này đến người đàn ông nọ, già cũng không bỏ, nhỏ cũng không tha. Trời ơi, ghê chưa. Dung ơi, con ở trong nhà chú á, tuy là cái mặt con ác thiệt nhưng mà chú nghĩ cái tâm con cũng lành. Hai nhà đó cũng đi làm những cái chuyện gì mà khủng khiếp vậy? Con tối ngày mà ban ngày ban mặt con cũng đi làm được cái chuyện đó sao? Chưa con? Hết đâu nha. Không phải đàn ông không đâu, đàn bà cũng chơi luôn. Con nít vẫn không bỏ. Ông già cũng tới luôn. Trời ơi, vậy là chú Teo nói đúng rồi. Chú Hai Teo nói không có sai. Không nhé, em mà hết đàn ông rồi, bây giờ em chuyển qua phụ nữ nữa hả? Trời. Không nhé, em là cái thuộc cái thợ loại. Anh không có muốn nghĩ tới. Tôi nói nè, gặp người nào cũng vậy. Tôi nói thiệt cái Hải phải nói là Hải đau lòng nha. Gặp ai cũng sáp vô. Chưa hết đâu, gặp mấy người đàn ông nha, móc tờ giấy nhét vô tay người ta liền. Trời ơi, em không biết thư tình. Em đưa em tỏ tình với người te nữa à. Miệng thì nói nghe lịa. Không biết tờ giấy ghi cái gì tôi không biết. Nhưng mà tôi thấy đưa vô, nhét vô tay người ta. Nói nè, anh ơi, anh ủng hộ trung tâm mẹ anh gian của em. Anh ơi. Đó. Bao nhiêu đàn ông và xem lại bao nhiêu người đàn ông. Trời ơi, sao mày ngu quá ngu. Cái cô Hường nói tới đó tao đã hiểu mọi chuyện rồi. Nó có nghĩa là nó đi phát tờ rơi đó. Trời đất ơi. Là giờ anh đi phát tờ rơi à? Ủa, không hiểu không Hải? Đúng rồi.
Trời ơi, tội nghiệp cổ lắm nha. Cổ đứng ngoài đường nắng chang chang vậy đó mà xe công nhận hay thiệt. Xe chạy phon 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 vô người cổ nè. Cũng né qua, cũng né lại, cũng né qua, cũng né lại như là con sóc vậy đó. Gặp ai cũng nhét 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 rồi rơi vô. Anh ơi, tới trung tâm anh ngữ của em nha. Dạ chú ơi, tới trung tâm anh ngữ. Đó, là vậy đó. Vậy là vợ tôi là chỉ đi phát tờ rao thao. Dạ. Mà que cái miệng bè là giống như là vợ tôi làm một cái gì đó khủng khiếp lắm vậy. Ủa? Mà nói như vậy là chút xíu là tôi sửa vợ tôi đâu. Mà nàng hộ nữa Dung, sao tự nhiên người đi làm cái gì làm thì con cứ nói đi, đúng không? Con đi làm phát tờ rơi thì con cứ nói, tại sao phải giấu hả Hường hả? Đúng rồi, có gì thì nói cho biết đi. Em nói đi, tại sao em giấu anh, em đi phát tờ rơi vậy? Trời ơi. Anh sắp tới sinh nhật của anh rồi. Con biết sao? Mà em giọt trước giọt sau, em không thấy nhà còn đồng tiền nào để có thể mua quà tặng cho anh. Cái em lại vô dụng, không có làm được gì ra tiền hết. Thôi bà này bà nói tôi hỏi dài dài cho đi rồi. Em mới xin cái việc làm thêm đi phát rồi rồi. Để em kiếm một chút tiền em mua quà sinh nhật tặng cho anh. Tại mỗi lần mà cứ tới dịp sinh nhật anh mà anh không có quà, em thấy cái mặt anh nó buồn rười rượi y như là một con cúng con vậy á. Anh hiểu rồi. Em làm những điều đó để là tạo bất ngờ cho anh đúng không? Đúng anh, rồi. Anh hiểu em đâu. Em không cần phải làm gì kể. Em cứ là em. Em cứ việc yêu anh, cả thế giới anh lo luôn. Em giống như là cái món quà vô giá mà ông Trần đã khuyến mãi cho anh. Em hả? Khuyến mãi hả? À, ông Trần ban tặng cho anh em... Sao lại là quà khuyến mãi? Quà ban tặng, quà thiệt luôn, không phải là quà khuyến mãi nữa. Em là món quà vô giá mà ông Trần đã ban tặng cho anh. Chồng yêu của em ơi. Cúng con của em. Sao đi về sớm vậy hả? Chương trình đang vui mà. Ủa sao đi về trước vậy hả? Nhức đầu hả? Cái gì nhức đầu? Trả lời đi. Em công tâm em nhìn em trả lời. Công nhận bữa nay em không có đi lên trên quận nha, mà em nghe qua cái lời kể anh hai là em thấy công nhận vui thiệt luôn á. Vui không? Vui vui lắm. Trời ơi, cái chương trình nó vui cực kỳ, vui luôn, vui tưng bừng luôn. Ủa mà sao tự nhiên ai cũng vui, em sao mặc rũ vậy hả? Ủa, em vui mà, em vui vui quá anh ơi, vui quá. Vui chị, vui quá. Cười lên chị. Ông á. Gì? Ông mặc đồ trẻ trung quá. Ông thấy ông có gì không? Gì? Đó, thì ông mặc đồ thể dục thể thao nãy ông bước lên khán đài, ta nói bao nhiêu em trẻ bu ông nhớ không? Kiếm anh Kiệt, Thôi rồi, thôi vợ ơi, chồng hiểu rồi. Chắc có lẽ là nãy mấy cái cô gái nó cứ bu bu chồng. Tại vì không, người ta hỏi thăm thôi. Người ta hỏi thăm chứ đâu có làm gì đâu. Vợ ghen hả? Hả? Không, ghen cái gì? Cái bậy cái bạ ghen làm gì? Thôi, nói thiệt cho anh nghe đi. Nói đi. Nói trời cái gì đâu, giấu trời, chuyện vui mà đâu.